Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác hôm nay em lên cho các bác một em họa mi thuần khoảng 85% nhé các bác nhé. Đầu mặt bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Em này thì em bảo hành cho anh em là chim đấu xòe anh em nhé, đấu xòe đấy. Bóng bộ đầu mặt rất là đẹp luôn, một em chim già rừng thuần khoảng tầm 85% rồi, chim khoảng gần 25 lồng các bác nhé. Em zoom vào đầu mặt cho anh em xem này. Đấy, đầu mặt bóng bộ rất là ok các bác nhé. Con này đầu mặt rất là đẹp các bác nhé. Đó. Em quay chân cho các bác xem nhé. Quay chân cho các bác xem này. Chân này ạ, chân rất là khô nhá, móng mèo anh em ạ. Đó, anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhé. Đấy, đầu mặt chân tay bóng bộ rất là ok các bác nhé. Hai à, cho anh xin cái video với. Alo, anh hôm nhắn anh nhắn cho em trên là biên đấy. Pa 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 pa
chim mùa rét anh em ạ, nó không thể hiện được hết cái form của nó lên anh em nhé. Chim đổ mặt rất là đẹp luôn các bạn. Các bác nhá, anh em nào mà bộ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Em xin phép và dừng video đây. Xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhá. Bye bye tất cả mọi người.